cái tên miền của GitHub các em. Ví dụ thầy có tên miền là lươngit.github.io. Cái này tài khoản GitHub nó cho mình miễn phí, rồi mình đưa web mình lên đây này. Đây web của thầy thì đưa lên đây á. Hả? Từ từ, nó đang lấy online nên nó hơi chậm. Đây là lấy cho vui thôi. Đây thì trang web của thầy dùng GitHub nhá. Thì bữa sau các em, thầy hướng dẫn các em làm cái GitHub cũng tên miền nó gọn gọn đẹp đẹp này luôn, miễn phí, không phải lo gì cả. Các em đăng ký một GitHub dần đi là vừa, tài khoản GitHub dần đi là vừa. Các em lên github.com nhá. .com đăng ký nhá. Nhớ email và email chuẩn để mình kích hoạt tài khoản. Thông tin cho chuẩn vào. Đặt cái tên của mình á, cái tên mà username á, nó phải hay hay để mình lấy cái username đó chính là tên miền. Thì hiểu không? Ví dụ các em github.com, cái tên tên của thầy là Lương IT này. Thì chính là cái username của thầy, các em chỉ cần gõ Lương IT cái là nó ra cái của thầy đây này. Cả đống repository các em có thể download cái gì về nghịch nghịch này download nhá. Cái này thời xưa thầy đang học nhìn cái ảnh nó tròn veo này kìa. Thời xưa sinh viên đấy. Rồi. Giới thiệu qua. Thì cho nên là cái tên này này, cái tên mà như Lương IT các em đặt làm sao cái cho mình, một là mình dễ nhớ, hai là nó đẹp để mình share cái tên miền nhìn cho nó lung linh đúng không? Cho đẹp. Dễ nhớ. Đây là các em cứ đăng ký cái GitHub đi thì bữa sau thầy hướng dẫn làm tên miền. Rồi bây giờ nội dung thứ hai là chúng ta đi về cái responsive. Bây giờ thầy, chúng ta có thể làm tên này cũng được, nhưng mà thầy muốn là chúng ta làm cái lưới, đi lưới nhá. Thì thầy sẽ tạo ra file là style trước là grid red ponsi đi. Responsive.css. Rồi, một cái file HTML cũng là responsive. Khi mà responsive thì chắc chắn cái này em để ý này, phải có cái này nhá. Nhớ vậy đó, nhắc đến responsive là phải có cái viewport này, là nó lấy cái độ rộng bằng cái độ rộng thiết bị này. Install scale là cái độ zoom á, cái độ zoom khi khởi tạo á là nó 1.0 hay là 2.0. 1.0 là 100% bình thường. 2.0 là zoom 200%. Được chưa? Còn khi mình để không có nghĩa là không được zoom. Khi mà chúng ta đưa cái tay lên các em zoom ở màn hình này này, để không thì màn trang web nó không được zoom. Rồi bây giờ chúng ta cũng tạo lưới thôi, thì ở đây thầy sẽ lấy lại một ít cái style ở chỗ này, thầy bỏ vào đây. Đây thì không cần này, thầy cần đấy thôi, không cần cái đống này. Đây thầy để width to tí nhé, 1170. Thì padding B2 B15 nữa thành mấy, 1200 cộng padding này được chưa, 1200 vậy thôi, vẫn nguyên 1200 thôi. Sau đó bên đây thầy cũng đặt code làm main trước này. Sau đó thầy chia lưới nhá, thầy chia lưới thì thầy có 6 cái item trong đây. Mỗi cái item thầy co cái cũng là H1 tiêu đề cho đẹp đi. Rồi p lorem gì đó đi. Thì thầy nhân 6 lần lên. 6 item này lên, 2 3 4 5 6. Rồi, trước tiên là mình để thẻ sao margin bắt in 0 này. Có đang quay không nhỉ? Có đấy chứ. Lúc quên. Chưa có gì mình sẽ chạy cái server mình. Đây, nó đang ở đây đúng không ạ? Bỏ cái đống này đi cho đỡ cho gọn này. Tập trung vào đây nhá. Tí nữa thực hành cho các em ngồi làm thoải mái. Bây giờ cứ nhìn thầy làm đã đi. Có mấy phút thôi. Bây giờ chúng ta muốn á, là quy định là trên màn hình to này mình để 6 cột hàng ngang. Đúng không? Là 16, bao nhiêu?
Calculator 100 chia 6. Chia 6 phần đấy. 16. Ừ. 694. À mình nhân à? Trừ à, đâu, chia đâu? Đấy, hả? Dưới cùng à? Đây à? À trên, ở đây. Khổ mắt cận, giả vờ gì? Ở đây nè. Chúng ta đã lấy con số 6 nhá. Là 16,666 để chia nó 6 phần đây. Thì như vậy là mình chọn item thôi. Chọn luôn item. Which là 16.123456 phần trăm. Thầy copy rồi nhưng mà thầy gõ lại. Để thầy đếm 6 con số 6. Float left. Xong lên. Ờ à, đúng nhỉ, chưa Linh. Thông minh nhỉ. Thì thẳng xem cái có nhớ không thôi mà. Rồi lên rồi các em. Tách cái line. Bây giờ thầy muốn không phải tách cái line center nữa mà nó căn đều hai bên làm sao các em? Tách cái line của justify à? Làm gì có nhỉ? Có không? Đâu justify đây. Căn chưa? Căn gì mà xấu thế? Được rồi đấy, phải không? Nó căn đúng rồi đó. Tại vì mình chưa tách, mình chưa có padding nên nó nhìn này nhé. Đặt padding cho thẻ item này. Trên dưới trái phải là 10. Thôi cho hẳn 5 pixel này. Box sizing này. Box sizing đâu rồi ta? 3 hả? Tách ra bé quá nhỉ. Cho nó dạng rộng ra đi, sợ gì đúng không? Rồi. Đây là 6 này, các em này là 6 này. À, chúng ta có thể cho nó một chút về gì đó đi. Thôi vậy thôi. Bây giờ thầy muốn là khi mà mình lên nhỏ nhỏ hơn thì bằng cách là Ctrl Shift M nhá. Hoặc là Ctrl Shift Y. Các em đưa cái thanh này xuống dưới đi. Sau đó kích vào cái chỗ này, biểu tượng cái này. Là nó có điện thoại đây này, được chưa? Đó. Mình chọn kích thước là bao nhiêu này, 400 này. Chúng ta chỉ cần chọn chỗ này thôi nhá, bên này kệ đó, bên phải kệ đó, chỗ này là chiều rộng này. Thì các em có thể chọn thiết bị này, iPhone Galaxy rồi iPhone X đây, chưa? Thì đây nó có 25%, mình cho lên 100% đi. Đây, đây kích vào đây, đó. Đây là iPhone mà tại vì mình nhìn trên web thì đương nhiên nó chỉ tương đối thôi nhá. Tương đối thôi chứ không phải là đúng chuẩn đâu. Đây này, 375 này nè. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn ở cái màn hình này chúng ta hiển thị hai cột thôi đúng không? À, thì làm thế nào? Đây nha. Sao lại Shopee đấy? Hả? Đây, A cộng Media Screen. Screen viết nào nha? Nhớ không? Thế này đúng không? À, N à. Mở ngoặc tròn ra nó mắc quick này. Xong gửi cho mình này. Mắc quách nhá, mình để bao nhiêu đây? 640 đi. Rồi, tạm thời đây đã. Mở sẵn đây, sạc tay lại này. Chúng ta chỉ cần cái quick này thôi. Là bao nhiêu ạ? 50% đúng không? 50 là được. Thế là xong. Ta sao không áp dụng nhỉ? Pixel. Chưa nhận nè. Bên trong nội dung nó bị lỗi. À, bên trong không phải, mình chưa chọn thẻ nào sẽ tay gì được. Phải chọn thẻ chứ. Item sau đó gì? Mở xoắn nó chứ, bình tĩnh nữa.
phải chọn thẻ mà đúng không? Tự dưng thì quick chả biết quick của thằng nào đúng không? Đấy, 50 đây này đó, nó hiểu này. À, hình như là demo của cái tình duyệt này nó hơi bị xấu. Chúng ta sẽ đào cái Firefox về đẹp. Firefox nha. Firefox cáo lửa này, developer này. Kem tập trung nào, download cái này về. Cáo lửa nhưng mà dành cho developer, dành cho lập trình viên đấy. Có hai loại cáo nhá, một con cáo màu khác, cáo màu vàng thì khác, cáo màu này khác. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bật cái này trên Firefox nhá. Tắt cái này đi. Firefox em chỉ cần Ctrl Shift M thôi. Đây. Thì mình sẽ để là 640 đúng không? 640. Sao to vậy nhỉ? Đây, đây là ngang à? À ừ rồi, đây đây. 640 này. Rồi thành 2 chứ. Firefox nó có cái hay là mình có thể kiểm tra dễ ở đây, chứ còn kia nó hơi khó. Đây. Chúng ta thêm cái item nhé. Đây nó có responsive ở đây, made a stream này, width 5% này. Không có thì nó full nhá. À, biết tại sao không? Biết tại vì á, cái độ rộng của thằng main vẫn là mấy? Vẫn là mấy? Vẫn là đây. Chưa? Bây giờ mình cũng phải cho thằng main lại thành bao nhiêu? 100%. 100% là full so với cái gì đây ạ? So với cái màn hình hiện tại nhá. Để là bao nhiêu nhỉ? 100% đi. 100% đi, đâu tính làm gì đúng không ạ? Đấy, được chưa? Nó vừa khung này. Vẫn bị mất bên padding đúng không? Thì tại vì thế mình đợi box sizing border box đi cho nó đỡ mất đi. Đấy, được chưa? Thế là chuẩn nhá. Thì đây nhá, đối với 640 trở xuống là được này. 641 sao? Đó, nó lại quay về gì? Cái màn hình to nhất ban đầu mình đã xả tay ấy. Như vậy nó chỉ áp dụng được 640 trở xuống này. Thế bây giờ giả sử 768 trở lên, 768 đi, khoảng tầm 800 đi. Thì chúng ta muốn hiển thị bao nhiêu ạ? 3 đúng không ạ? 4 đi, hiển thị 4 đi. Ở 3 đi cho phân biệt. Thì là max width là 768 này. Phải không nha? À ừ ừ. À, max width sao 768 nhỉ? Từ 768 cho đến à từ 6. À có nghĩa là mình phải để 768 đây chứ đúng không? Ừ đấy, mình để 768 max width mà. Nhưng bây giờ chúng ta muốn là 640 768 từng này, ví dụ 640 đúng nhá, 640. Không được. Không. 640 là phải 2 chứ.
Thì sao ạ? Thì chỗ này làm sao? Đúng rồi, Minwick nữa. Số 41 nha. Để nó loại cái thằng 640 đi đúng không? Xong được. Cách ra. Được rồi đấy, chưa? Được rồi nè. 641 trở lên là 3 nè. Thực ra nó tương đối vì 641 nó chẳng lớn hơn 640 bao nhiêu đúng không? Nó hơi vô lý một tí đúng không ạ? Nhưng mà mình tạm chấp nhận là kiểu cách xà tay vậy nhá. Rồi, tiếp tục thôi, ở lên 6140 trở lên 1024 trở lên nè. À, từ 768 đến 1024 thì mình để 4 cột đúng không? Tiếp. Như vậy là Macwick là 1024 này. Cho đến 769 đúng không? 25%. À, chỗ này 25%. Được ngay chưa? Đó. Thì bây giờ thử test nhá. 1206 nè. Đấy. 768 này. 800 xem nào. Đấy là 3 kia rồi. 500. Như vậy là nó ổn đúng không? Đấy. Các em hiểu cho đây chưa? Hiểu à. Có nghĩa là các em vẫn dùng kiến thức cũ như thời xưa nhưng bây giờ thay vì nó đơn điệu thì mình cho vào các cái màn hình khác nhau để mình chờ tay. Ờ. Chờ tay cái menu ấy. Tí nữa thầy hướng dẫn các em style menu menu kia, menu hàng ngang ấy, đúng không? Recall vào nó hình hình khác. Bây giờ chúng ta sẽ tối ưu một chút nhá. Ví dụ chúng ta nhìn thấy là đây. Nhìn thấy là không có gì tối ưu thật. Tại vì mình thầy thấy cái này nó tái sử dụng nhiều lần quá nè. Có nghĩa là cái từ cái màn hình lớn hơn 1200 trở lên thì mới cần cái này đúng không ạ? Còn lại là 100% hết đúng không? Thì chúng ta sẽ làm một cái Macwick riêng để style cho cái thằng 100, tất cả cái gì 100% thì mình sẽ cho vào đây, được chưa? Ví dụ mình sẽ A còng Made Green dành cho đúng cái thằng này thôi. Minwick thôi nhá, Minwick thôi. Là 1200 1190 99 à? Có đúng nhỉ? Đâu Macwick. Vẫn là Macwick chứ nhỉ? Thì tất cả cái này mình cho nó gì ạ? 100% thì mình cho vào đây. Thì bây giờ thầy thử xóa hết cái đống này đi nhá, anh em nữa xem nào nhá. Mac có đúng không? Không sai đâu. Được cái này này, không sai nhá. 1200. Văn nguyên đúng không? Đó. Còn 340. Đấy. Được rồi đó. Đây là được rồi đó. Thì Macwick tại vì sao nó chỉ áp dụng cho những cái màn hình lớn nhất là 1199 thôi, còn 1200 trở lên thì nó mới áp dụng cái này chứ đúng không? Đúng chưa? Đấy. Ok, vậy cái gì 100% các em cho vào đây này nhá. Cứ gì 100% cho vào đây. Còn những cái khác thì mình nó hơi khác biệt thì mình cho vào từng cái thằng này đúng không ạ? Nghiên đang cúng em. Rồi, đấy là cái responsive. Thì các bạn có thể kéo kéo này để nhìn đấy. Giống trong cái bài kia đó nhá. Nó kéo kéo này, rất là giống này. Đấy. Kéo đâu tự ra nó con đấy thôi. Rất là đơn giản thôi. Kéo hẹp này thì không được nhá. Không có màn hình nào bé vậy đâu. Nếu giả sử bé đến đây thì sao các em? Thì để một cái thôi nha. Kích thước bao nhiêu đây nhỉ? Vậy thì bé hơn khoảng 320 trở xuống đi. Khoảng 300 trở xuống mình cho nó một thôi nha. 300 trở xuống nhé. Thì tùy game thôi. Đây. Ok. Đây là giới thiệu về responsive cơ bản.